Chào mọi người, hôm nay là chúng ta tới ngày thứ uh, 30 Mà cũng là chính thức một tháng trôi qua rồi Thì uh, cái series này thì tôi nghĩ là Ngày hôm nay là kiểu là tôi sẽ uh, Sẽ là ngày cuối cùng tôi làm luôn Tại vì uh, những gì mà tôi muốn Chỉ với mọi người thì tôi cũng đã chỉ hết rồi Cái thứ duy nhất á Mà tôi chưa chỉ á Là Princess Elena đại 85 này nè Cái duy nhất tôi chưa chỉ thôi Thì kiểu um, à uh, thì kiểu uh, uh, mọi người uh, có thể là tôi nghĩ là tôi sẽ up một clip riêng nha mọi người, tôi up một uh, top một clip riêng về cái princess of Arena. Nhưng mà cái này tôi nghĩ tôi không làm đâu tại vì bên Arena nó nó là team team step 3 thì uh, cũng không hạn thì nó nó khó hơn cái cái đấu trường bình thường khá là nhiều. Nên kiểu uh, Tôi nghĩ cái đó thì um, tôi nghĩ là tôi sẽ làm riêng đi chứ Series này thì tôi nghĩ là chính thức kéo dài một tháng là đã ok mọi người rồi Thì uh, uh, Tôi sẽ uh, cố tôi vào làm cho xong nhiệm vụ Rồi uh, xong rồi thì uh, tôi sẽ uh, out thôi À uh, mọi người uh, có thể là tự tiếp tục cày không biết gì thì uh, mọi người có thể uh, uh, bình luận uh, uh, bình luận hoặc là kết bạn facebook với tôi uh, tôi nhớ là như tôi có để đường link tôi có để được link uh, để được facebook thì phải mọi người có thể vào uh, kết bạn với tôi cũng được thì um, uh, tôi sẽ uh, giải thích cho mọi người cho uh, tôi nghĩ là tôi sẽ để cái tôi nghĩ là tôi sẽ để uh, cái uh, đường link facebook của tôi ở cái clip cuối cùng series kéo dài này luôn đi ha um, chứ không mà mọi người khó kiếm tôi nữa thì tôi nhớ là đầu tiên hồi đó uh, tôi nhớ là đầu tiên hồi đó tôi chơi thì uh, cũng cũng gà uh, lắm thì cũng kiểu uh, uh, đâu có ai chỉ rồi đâu thì uh, tôi uh, sẽ làm một clip à, mọi người thấy cái clip mà đôi điều tâm sự cùng với anh em không ở à, clip đó thì uh, tôi sẽ làm một clip là đôi điều tâm sự cùng với anh em nhưng mà là phần 3 và tôi sẽ kể về là quá trình mà kiểu một cái thằng newbie như tôi mới vào game mà tôi đã tôi <laughs> đã bị quay cho một con dế như thế nào hả không không biết mẹ gì á nó thì cái không biết mẹ gì luôn không biết gì luôn kiểu vô cứ do khi ngồi mà mò 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 à, khó quá thì à, à, khó quá thì đi hỏi khó quá thì đi hỏi à, à, anh em trong group các kiểu đồ Ở đại loại gì dám bắt cười ghê nhưng mà à, chơi lâu dài thì à, kiểu à, tôi thấy à, game này khá là hay và mãi tới cấp 100 thì à, tôi mới à, gặp được răng của tôi là tôi tôi không nhớ là tôi còn giữ cái cuộc hội thoại đó không nhưng mà để tôi kiếm mà thử coi tôi nghĩ hình như là còn vẫn còn giữ nhưng mà cuộc hội thoại đó chẳng qua là kiểu người ta mời mình vào thôi kiểu người ta thấy kiểu mình 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 tội nghiệp quá mới là người ta cần người người ta hút mình về thôi chứ cũng có cái gì hết đâu hả cũng có gì hot à thì à, mọi người thông cảm tại kiểu uh, uh, tôi làm series này uh, tôi nghĩ là một tháng là quá lâu rồi những gì tôi muốn nói tôi cũng nói hết rồi cái thứ duy nhất mà tôi chưa nói là chỉ là cái business arena thôi là cái đó tôi chưa nói thôi thì tôi sẽ làm một clip riêng thì mọi người có thể chờ nha à, backstory nè mọi người hãy chờ Chứ, kiểu tôi nghĩ là một tháng đã là quá đủ để mọi người từ newbie lên thành amateur của tôi là mọi người biết phải làm gì rồi Kim cương mọi người cũng biết nên xài những con nào. Rồi à, mọi người cũng biết á, là khi Beauty là mọi người đã tập trung vào cái gì, cái gì là mọi người cũng đã biết hết rồi. Nên kiểu là tôi sẽ kiểu à, tôi à, không có à, ấy nữa. Không không có chỉ dày nữa mọi người biết hết trơn rồi, chỉ gì nữa. Ừ. mà khá là buồn khi uh, series này là kết thúc tại vì uh, thật sự thì tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa tại kiểu uh, tôi chỉ còn cái dài tuần nữa là tôi vô đó là tôi phải ôn um, uh, thi không phải ôn thi mà kiểu là bài luận cuối bài luận cuối kỳ á thì kiểu tôi bằng tôi nghĩ tôi không còn thời gian làm cái series này nữa nếu mà kiểu uh, mọi người thắc mắc gì thì mọi người cứ thể kết bạn facebook với mình nha, mình sẽ để link uh, facebook của mình ở phía dưới mọi người cứ vào ở phía dưới clip này là mọi người cứ vào kết bạn rồi mọi người uh, uh, inbox hỏi mình cũng được, cũng ok. clan um, pesto, uh, à clan hôm nay mở ngày tháng tháng 4, tháng tư nha. chúng ta vào cũng đâu giúp được gì đâu, đánh cho có thôi chứ có đâu giúp được gì. <laughs> nhân 4 đi. cái okay, cái này con uh, biết tôi nhớ là tôi chỉ rồi đó um, tôi nghĩ là tôi sẽ dành thời gian một chút xíu nữa để nói chuyện về sự kiện thì uh, mấy sự kiện thì nó ra bốn sự kiện mới có sự kiện này tôi thấy khá là hay nè là master shop nè thì uh, mọi người chịu khó vào đọc thì nó lại loại á, là kiểu là khi mọi người quét ải mọi người sẽ may mắn mở được cái cửa hàng master shop này nằm ở đây đây master shop này nè đó thì cái Master Shop này á, nó sẽ bán rất là nhiều đồ ngon Bán rất là nhiều đồ ngon ở cổng ví dụ như là Có mảnh của uh, Muối Mì Có mảnh của Muối Mì với lại uh, Christina là hai cái tướng rất là, đây là Christina Muối Mì nè Là hai tướng uh, bắt buộc mọi người phải có Đó. Khá là tốt, thì mọi người có thể uh, Tự chơi, tự kiếm mảnh được của tướng Limited là quá ngon rồi không mấy là mọi người có thể kiếm được Divine Amulet nè, Divine Amulet để mọi người nâng sao tướng, với lại uh, uh, cái trái tim này, mấy cái trái tim này gọi là mẹ gì tôi quên rồi, uh, cái trái tim này vốn dĩ là dùng để nâng UE á mọi người, nâng gì equipment đó, nâng gì này equipment thì đây, uh, đây cái này gọi là Princess hot trái tim công chúa đó, dùng để nâng UE uh, á thì UE uh, là mã 92 thì uh, tôi nghĩ là hai cái ứng dụng này thì tôi sẽ làm uh, hai ứng này tôi sẽ làm một clip riêng đi à, một clip riêng tôi sẽ làm mấy lại trái uh, tim đi là tôi chia sẻ chút kinh nghiệm mà tôi có ok chứ uh, tôi nghĩ series kéo dài một tháng đã là đủ rồi à, uh, còn uh, còn về phần uh, sự kiện thì thêm sự kiện là uh, kiểu uh, nạp thẻ thêm là chúng ta có thêm nhạc mới nè nhạc mới với lại nhà ghiêu mới nói chung là uh, vật phẩm mới trong nhà thì kiểu uh, đại loại là mấy cái này đây đó là mấy cái này nhập phẩm nhà ghiêu mới ok thì uh, cảm ơn mọi người đã gắn bó với cái uh, series này trong suốt khoảng giây một tháng qua thì à, mọi người à, có thắc mắc gì thì à, có thể kết bạn facebook với tôi rồi à, inbox hỏi tôi á có thể mọi người có thể inbox hỏi tôi tôi sẽ được link facebook tôi phía dưới thì à, cảm ơn mọi người à, à, cảm ơn mọi người à, đã à, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua thì à, sau cái clip này thì tôi sẽ à, làm thêm hai clip một clip à, là tôi sẽ nói sơ à, về Vincent Arena mấy lại trái à, tim công chúa là gì đi, equipment. Uh, và một clip nữa là đôi thì tâm sự cùng với anh em và đôi thì tâm sự cùng với anh em phần 3. Thì uh, ok. Cảm ơn mọi người. Bye bye.